Và hôm nay Trâm xin chia sẻ đến các bạn cách Trâm pha bột để mà mình làm bánh cuốn tráng bằng nồi hơi nha. Và Trâm sẽ làm hoàn toàn 100% từ bột gạo. Các bạn có thể sử dụng hiệu nào cũng được nha. Và Trâm sẽ sử dụng cái bột bịch gạo này 400 g. 400 g. Và Trâm sẽ sử dụng tỷ lệ là 1, 2, 1 cho bột và 2 cho nước. Cho nên 400 g Trâm sẽ đổ 800 ml, các bạn xem, 800 ml nước lạnh. Nước bình thường thôi nha các bạn, không cần phải là lạnh hoặc là ấm gì hết. Và Trâm sẽ để ngâm qua đêm khoảng 12 tiếng. Nếu mà có thời gian thì các bạn ngâm lâu thì bánh ướt á, nó sẽ dai hơn. Và để cho dễ lọc á, thì Trâm sẽ lấy một cái nồi hoặc là một cái thau nào nó cao như vậy nè các bạn. Để mà khi mình đông, mình chắt nước á, nó sẽ dễ dàng hơn. Trâm để bột này Trâm ngâm qua đêm, còn không là ít nhất 12 tiếng đó các bạn. 4 tiếng thì mình sẽ chắt một lần nước. Trâm đã ngâm bột được 4 tiếng là các bạn, thì nó lắng xuống, bột lắng xuống dưới đáy. Và bây giờ Trâm sẽ chắt ra nha. Các bạn chắc ra bao nhiêu thì mình sẽ dùng nước mới mình bỏ vào bấy nhiêu. Nè, Trâm lấy 200 ml ra. Và bây giờ Trâm đổ đi. Và Trâm lấy lại 200 ml nè. Và Trâm đổ trở vào. Và Trâm ngâm tiếp nha. Và khoảng 4 tiếng sau thì mình lọc lại lần 2. Và bạn cứ làm như thế khoảng 3 lần. Và thời gian là mình ngâm bột là 12 tiếng là rất là ngon rồi các bạn. Còn nếu các bạn có thời gian thì mình có thể ngâm lâu hơn nha. Theo lượng bột và lượng nước như của Trâm á, thì mỗi lần Trâm chắt nước ra thì Trâm chắt được 200 ml nước cũ. Và Trâm đổ đi, sau đó Trâm lấy lại 200 ml nước mới, Trâm đổ trở lại và ngâm tiếp. Và bột Trâm đã ngâm qua được 2 đêm. Nếu mà ở Việt Nam các bạn ngâm bột thì các bạn bỏ trong tủ mát của tủ lạnh. Và đây cũng là lần cuối cùng Trâm sẽ chắc cái nước này ra trước khi mà Trâm đổ bánh nha. Các bạn thấy cái phần nước trong không? Trâm chắc ra nha. Lấy ra bao nhiêu nước trong này nè thì các bạn đổ trở lại bấy nhiêu nước mới. Trâm lấy nước bình thường thôi nha các bạn, không lạnh cũng không có nóng. Trâm đổ vào. Và lúc này Trâm sẽ cho một nhúm muối, khoảng nửa muỗng cà phê muối. Nhân của bánh cuốn các bạn có thể làm nhân mặn hoặc nhân chay thì tùy. Còn nhân chay á, thì Trâm chỉ lấy củ rau quả thôi. Nếu các bạn có thêm củ sắn thì các bạn bỏ vào. Còn Trâm sử dụng cà rốt và nấm mèo, Trâm đã ngâm mềm như vậy. Còn nếu mà các bạn ăn mặn thì các bạn bỏ thêm thịt, tùy ở khẩu vị của gia đình các bạn nha.
Nếu ăn chay các bạn thích thì các bạn cũng có thể bỏ vào trong đây một ít hành hành tây cũng được. Trước khi đổ bánh cuốn thì Trâm sẽ đổ thêm 800 ml nước mới vào nha. Sau đó mình sẽ đem đi đổ. Và như vậy là với 400 gram bột gạo, Trâm ngâm với 1.600 ml nước lọc. Các bạn có thể thử đổ bánh và gia giảm để cho vừa theo ý của mình nhé. Và nước trong nồi để mà mình hấp bánh cuốn thì Trâm bỏ khoảng 2 phần 3 nồi nước. Trong lúc mà mình đổ bánh, nếu mà nước còn ít ở phía dưới đó các bạn thì mình có thể lấy thêm nước sôi mình châm vào như thế này. Và cái nồi hơi mà Trâm tự làm như thế này thì Trâm có video làm chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thích có thể xem tham khảo nha. Bột ngâm lâu thì nó sẽ rất là mịn và thơm lắm các bạn. Khi mà mình khuấy mình sẽ cảm nhận được cái độ mịn. Và ngoài ra mình cần có một thanh tre. Nếu không có thanh tre thì các bạn dùng cái thanh bằng inox này nè. Mình dùng để làm bánh đó. Để mình lấy bánh nha. Và nhân thì hôm nay Trâm ăn chay cho nên Trâm dùng nhân củ rau quả thôi. Các bạn thích ăn thì thịt thì các bạn làm thịt nha. Và một ít dầu ăn để mà mình dùng cái cọ này nè. Mình thoa ở phía dưới cái mâm để mà mình lấy bánh để nó không bị dính. Trâm khuấy đều bột trước khi mà Trâm lấy bột đem đi tráng bánh. Độ mỏng và dày của chiếc bánh là tùy theo sự khéo léo của các bạn. Với chiếc bánh cuốn 100% từ bột gạo, Trâm ngâm qua 2 đêm. Thì Trâm ăn Trâm thấy nó rất là mềm và dai. Nhưng mà cái độ dai của nó không có thật sự rất là dai như là các bạn pha thêm bột năng. Nếu mà các bạn nào muốn ăn nó thật là dai thì Trâm xin chia sẻ ở công thức sau. Trâm sẽ ngâm bột gạo và bột năng chung với nhau.
Khi mà các bạn hấp chiếc bánh và bị nứt bánh thì có khả năng là các bạn coi lại cái lượng nước mà mình ngâm trong gạo có khi là ít quá thì nó sẽ xảy ra trường hợp đó nha. Tôi quay sát cho các bạn xem à. Các bạn phải để nhiệt độ lửa nó phải đẩy được chiếc bánh như vậy nha các bạn, là thành công đó. Đây là dĩa bánh cuốn Trâm vừa mới đổ bằng nồi hơi ra. Thì các bạn nhìn nè, Trâm quay cận cảnh nè. Các bạn khéo tay thì các bạn đổ thật là mỏng. Còn nếu không thì mình đổ dày một chút cũng được các bạn. Bánh ăn rất là mềm nha các bạn. Mềm tan luôn ở trong miệng mình á. Nếu mà các bạn nào muốn làm loại bánh mà nó trắng trong lên đó, thì các bạn có thể bỏ thêm một hoặc hai muỗng bột năng vào thì nó sẽ rất là dai nữa. Nhưng mà vì thời gian của mình ngâm nó lâu á cho nên bột gạo nó cũng đủ mềm rồi, Trâm thấy ăn cũng rất là ngon. Nếu mà các bạn thích thì các bạn thử giống mình nha.